iPhone 11 Pro Max liệu còn đáng mua năm 2024 không? Và liệu nó có dùng được trong vòng bao lâu nữa? 11 Pro Max là chiếc 3 mắt đầu tiên tại thời điểm sản xuất được bán với mức giá lên tới 35 củ. Còn tại thời điểm này thì đây là một chiếc máy cực kỳ ổn định ở trong tầm giá. Một con máy đẹp, zin nguyên bản chưa qua sửa chữa ở thời điểm này chỉ chưa đến 10 củ. Với viền thép Bocom thì mình cực kỳ thích thiết kế này bởi vì nó mang lại cho mình cảm giác rất là thích tay, rất ôm và dễ chịu. Một điều mà các bạn có thể chưa biết đấy là thời lượng pin ở trên con 11 Pro Max này nó còn trâu hơn cả con 12 Pro Max. Và camera của con 11 Pro Max này nó chụp hình cũng đẹp không khác gì con 12 Pro Max. Và ở tại cái thời điểm 12 Pro Max khá là khan hiếm hàng này thì 11 Pro Max cũng sẽ là sự lựa chọn cực kỳ hợp lý cho anh em. Và cuối cùng đấy là về mức giá của con 11 Pro Max tại thời điểm này thì cực kỳ là ok và nó rẻ hơn 12 Pro Max gần 5 củ. Và chỉ hơn 9 củ anh em sẽ mua được một con 11 Pro Max máy zin nguyên bản đẹp keng chưa qua thay thế sửa chữa, bảo hành 12 tháng lỗi 1 đổi 1, thay pin free trong vòng 12 tháng không giới hạn, rơi vỡ được sửa chữa free và quan trọng lên đời Hoàng Kiên luôn thu vào 100% giá bán lẻ. Follow kênh Hoàng Kiên để biết thêm thật nhiều thông tin về iPhone nhé.